Văn Thanh sẽ là người đã thay vị trí trực của Trọng Hoàng, một cầu thủ cũng đã chơi rất hay trong trận đấu lượt đi. Văn Thanh thi đấu chết ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thanh như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Hải sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu này, đã nhập cuộc ở trận đấu này. Diễn ra cùng giờ với trận đấu này ở bảng G là cuộc đối đầu giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Đường chuyền của Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Lúc này thì các cầu thủ chúng ta đang hạn chế rất kịp thời những tình huống phát động tấn công. Đó là điều mà chúng ta chờ đợi nhiều ở Tuấn Anh trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là việc phát động và phát triển những đường bóng. Đó là đường chuyền vào trong khu vực 16m50 dành cho Văn Toàn. Phá bóng hay của Văn Thanh. Quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Bóng lên chân của Quang Hải. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải với một Văn Thanh có khả năng leo biên tốt. Cú đánh đầu của Văn Thanh. Lỗi việt vị của Osvaldo hay. Tuấn Anh tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc với chúng ta khi mà trong tình huống vừa rồi thì Ritho, trung vệ của đội bóng áo trắng, đã phá bóng ngay trước mũi giày của một chân sút áo đỏ. Đó là Phan Văn Đức, một người âm thầm từ đầu trận đến giờ. Cho một trận đấu kéo dài 90 phút. Rất nhiều trận đấu dưới thời Olympic Park Hang-seo thì chúng ta thường pressing tầm cao sớm để gây áp lực về khung thành đối phương. Nhưng ngày hôm nay không phải là một thế trận như vậy. Bởi đây là Văn Thanh. Đứng chuyền đầy cảm giác, nhưng nó vẫn hơi sâu. Sẽ một chiếc thẻ phạt hay không? Nếu như đó không phải là một tình huống phải nhận thẻ phạt thì đó là điều quá may mắn với Indonesia. Hay! Nhưng đã có lỗi việt vị của Tiến Linh rồi. Nhưng đó là một pha bóng rất sáng nước. Nó giống hệt như đường chuyền mà Trọng Hoàng dành cho Tiến Linh ở trong trận đấu lượt đi để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Luôn là những đường bóng khai thác vào khe hở của các trung vệ bên phía Indonesia. Và phát huy được sở trường của mình. Văn Toàn. Rất hay. Quang Hải. Tuấn Anh. Văn Thanh. Văn Thanh đã hướng quả bóng rất có ý đồ tới vị trí của Phan Văn Đức. Tuấn Anh. Một pha phơ và trung dọc. Văn Thanh. Lương Xuân Trường. Chọc khe. Đường chuyền hợp lý dành cho Văn Thanh. Văn Toàn. Văn Toàn là người luôn rất sẵn sàng nhận những quả chọc khe, loạt những pha phối hợp đồng đội. Tiến Linh. Quang Hải về quả bóng quá hay. Những kỹ năng như của một cầu thủ phút san. Đường chuyền của Tiến Linh. Đường chuyền hướng tới vị trí của Tiến Linh. Quãng thời gian cuối hiệp 1 này mà đội tuyển Việt Nam thi đấu rất thoải mái và không phải nhận những sự đeo bám rát như trước nữa. Yodo đã ngăn cản cú đá của Quang Hải. Phạm Văn Đức. Sau quả đá phạt của Hùng Dũng. Phan Văn Đức. Văn Thanh và Phan Văn Đức. Văn Thanh rất nhịp nhàng. Tiến Linh. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Rất nhịp nhàng. Những pha phối hợp 1-2 giữa Phan Văn Đức, Văn Thanh và cú giật gót lại của Văn Thanh là quá tuyệt vời. Đầy cảm giác. Có trình độ tương đương với những người được cho ra nghỉ. Văn Thanh. Hợp lý. Phan Văn Đức. Quá hay.
Phạm Mạnh Đức. Lời của huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại đều chính xác, ngay cả khi kế hoạch của ông phần nào phải thay đổi vì Tuấn Anh phải rời sân. Hoàng Đức, Hoàng Đức cũng đã từng tạo nên một siêu phẩm vào lưới của U22. Rất hay. Thêm một cầu nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Và thành một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Bắc Tùm của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Bắc Tùm trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thanh gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Xuân Trường, Xuân Trường. Indonesia dường như đã bị đuối sức rồi. Và đây là lúc mà năng lượng dự trữ từ phía cao thủ áo đỏ mới có dịp được thể hiện. Có rất nhiều ý nghĩa với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Thanh. Tất cả các cầu thủ chúng ta, từ cầu thủ được đá ngay từ đầu cho đến những người vào sân từ ghế dự bị, đều đã chơi hay ở trong trận đấu hôm nay. Văn Thanh đã chơi xuất sắc. Quang Hải, huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đứng ở ngoài đường biên và chỉ đạo rất to các cầu thủ ở trên sân. Xuân Trường. Đội bóng áo trắng không còn có thể theo người được nữa.